tối 26 tháng 9, Công an thành phố Cần Thơ thông tin về vụ việc một đối tượng dương tính với ma túy cướp xe tải bỏ chạy, gây tai nạn khiến 2 người chết, 5 người bị thương, xảy ra trên địa bàn 3 quận Thốt Nốt, Ô Môn và Bình Thủy vào trưa cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, lúc 12 giờ 20 phút ngày 26 tháng 9, Tống Văn Hoàng Tuấn, sinh năm 1993, ngụ ấp Đồng Bé, xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, sau khi sử dụng ma túy, từ Vĩnh Long sang Cần Thơ cướp xe tải biển kiểm soát 84C rồi bỏ chạy trên quốc lộ 91, hướng quận Bình Thủy đi quận Thốt Nốt. Quá trình di chuyển, xe tải do Tuấn điều khiển tông vào 4 xe máy lưu thông trên đường, làm 2 người tử vong là T và D, cùng ngụ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. 2 người khác bị thương là H, quê An Giang, và B, ngụ quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Chưa dừng lại, Tuấn tiếp tục điều khiển xe tải chạy trên quốc lộ 91 đến quận Bình Thủy, rồi quay về hướng quận Ô Môn, tiếp tục tông vào nhiều phương tiện khác đang lưu thông trên đường. Nhận tin báo, Công an thành phố Cần Thơ huy động hàng chục cảnh sát cơ động, giao thông, trật tự phân luồng, truy đuổi và chặn bắt đối tượng tại quận Bình Thủy. Tổng cộng, Tuấn đã gây ra 6 vụ tai nạn giao thông, khiến 2 người chết, 5 người bị thương. Về tài sản, có 7 ô tô, 3 xe tải, 4 xe con và 6 xe mô tô bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 535 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, xử lý.